nồi mẫu luôn, tức nồi mẫu luôn. Thì Instagram của em có mỗi cái này thôi mà. Anh Bin đi đâu? Đi đâu rồi giờ mới vào? Chào cục cưng, hello anh buồn, hello anh lãng tử cô đơn. Hello mọi người. Xinh quá, hello. Trời mới về đúng không? Cút ngày chết đấy. Admin là các bạn ở trung tâm. Là sale. Trung tâm cái gì? À mấy mấy bố nói bậy thì kích thôi. Mình đi cà phê cho em là sale. Thế rồi đi ngủ tiếp rồi. Nắm bọn anh ra đi ngủ. Anh ấy anh bảo là follow Instagram mà vẫn không thấy như gì nhỉ? Instagram của anh là gì đấy hả sói? Facebook em đổi tên lâu lắm rồi. Facebook em đổi tên tiếng Hàn lâu rồi. Để nhắn tin xem em có thấy không? Nếu trở về 60 năm trước thì anh sẽ chọn em là vợ 60 năm trước mà chưa đẻ ra luôn đó. 60 năm trước lúc đấy chưa đẻ luôn. Em đang ở đâu? Em đang ở trong trái tim của anh đó. Nhưng mà dỗi rồi, em dỗi anh rồi, anh vừa bảo cái gì? Em vừa bảo gì? Anh bảo không không nên tác động cho em nữa gì. Rồi dỗi luôn. Người ta like kiếm đậu để bảo. Ơ nhưng mà em vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh này. Yêu quái. Ai đấy? Thank you không có tên. Thank you. Very nice. I'm from Japan. Hello, like to meet you. Quê chị ở đâu? Hello Hân Hân. Quê chị ở một nơi rất là xa. Không biết ai dỗi ai, em dỗi anh đó. Mà anh có phải vào đây anh canh xong rồi anh tiện idol đúng không? Đúng không? Em thật không làm idol thật là tổn thương người hâm mộ. Em chỉ sợ làm tổn thương anh thôi. Ui mà mọi người đừng có nói nữa, mọi người nói nữa thì mấy mấy người kia không tặng đậu cho em đấy. Thank you. Không có làm gì đâu, biết thế. Có nhiều người vào đây chỉ canh để bảo em người làm thôi. Sorry, mít con nè. Anh cảm ơn em bảo anh không được tặng em mà. Anh không nghe em đúng không? Rồi được rồi, admin hơi bị nhiều tiền ấy, nhưng mà mình không thích lấy tiền của admin cậu ạ. Không ngủ à? Không ngủ à mà đứng lên. Thank you. Ủa, ông này là người Việt Nam hay là người nước ngoài vậy? Việt Yên Việt Nam. Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn bạn của Thank you. Xong đâu rồi mấy mấy ông mà em rất thích hay xem những người là coi like của em từ đầu đến cuối nhá. Anh Lương cũng coi nè, anh Lương anh ấy bảo anh đi ngắm gái mà anh vẫn vẫn ở trong này luôn. Anh chấm. Hello mọi người. Trời ơi, bạn này nhiều tiền quá. Tại em ó, tại em cái gì? Tại sao là tại em? Cảm ơn cậu rất là nhiều. Nhìn em muốn cắn cho phát. Ghét thật, trời ơi, mặt đáng yêu như này mà đi ghét người ta bao giờ không? Mặt này chỉ để yêu thương thôi chứ đừng có để ghét. Ui,
cái này này mọi người này, nó vừa ít đợi vừa dễ thương nữa. Ra rồi em tắt đi, ra rồi mà em tắt đi, quay lại phải vào đúng không? Anh có cái kia tặng em đi, em thích cái hình trái tim này nè. Thôi đi ngắm gái cũng được, ngắm chán đi rồi về đây cũng được, em luôn luôn ở đây mà. 5 phút anh nói, 5 phút cái gì không hiểu, cái gì cái này nói chuyện được không ly, anh không biết chơi, anh mới tải về luôn ở 5 phút đi. Anh nói em nghe biết về Bigo kiểu mấy em thích cái này mọi người ạ. Ready chut 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 Anh Lương đi rồi đúng không? Anh Lương đi ngắm gái rồi nhỉ? Dạ, giờ hết tiền rồi, không sao. Anh cứ vào đây nói chuyện là được rồi. Chào idol cute, hello. Hello. Anh Lương, đi ngắm gái đi còn gì nữa. Hello mọi người. Ít bữa nữa gặp. Thôi anh đừng có làm là tốn tiền á. Nếu mà may mắn chơi game được thì chơi, không thì thôi đừng có làm là tốn tiền lắm á. Ai mà cô tê tê, hello Doraemon. Giận đi luôn, đừng có giận. Một tháng nạp có mấy lần à? Thôi đừng có làm gì là tốn kém. Dạo này bạn thế nào? Tôi rất là khỏe. Hello mọi người. Hello Phương. Quên. Hello mọi người. Idol bao nhiêu tuổi á? Mình 20 tuổi. Tính ra tuổi nước ngoài á, thì tuổi nước ngoài là tính thời gian ở trong bụng mẹ nó á, thì là mình 21. Còn tính ra tuổi Việt Nam là mình 20. Đẹp không? Mà em chưa hôn ai bao giờ luôn.